Chào tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, hôm nay live stream nó thời gian nó cũng trễ quá. Quý vị nào không thể xem trực tiếp thì chúng ta có thể là xem nguội lại quý vị ha. Và đừng quên cho Lang Thang Sài Gòn xin một like và cảm thấy cái nội dung cuộc trò chuyện nó có ý nghĩa thì mong rằng quý vị cũng vui lòng chia sẻ giúp để có cái sự lan tỏa. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị đó là liên quan đến là cái sư Nhuận Đức, một trong những cái vị sư mà coi như là cũng là tai tiếng trong suốt khoảng thời gian vừa qua thông qua những cái bài giảng pháp của ông. Không biết rằng tất cả quý vị mà đang theo dõi chương trình này, không biết rằng quý vị có từng theo dõi cái là cái vị sư này hay không? Nhưng bản thân tôi đó, tôi theo dõi cái vị sư này là nó thật sự một cái bài pháp của ông đó là tôi vô tôi nghe hình như là đến thời điểm bây giờ không quá coi như là 3 lần, mà những cái đoạn ngắn mà coi như là ông đưa lên không gian mạng nó gây phản cảm đó là tôi đi xem lại và tôi đặt một cái dấu hỏi rằng tại sao một vị sư như thế này có những lời như thế này mà tại sao nó không đến tai giáo hội Phật giáo hay sao mà vẫn để cho kể như là sư Nhuận Đức cứ tiếp tục có những cái lời lẽ giảng pháp mà nó vô cùng tục tiểu, nó thô thiển tục tiểu, nó không có xứng với là cái hạnh của là một ông sư mà ngồi trên cái là cái đạo tràng để giảng pháp cho cái hàng Phật tử bên dưới ngồi nghe. Thưa quý vị, nó cực kỳ phản cảm và đây là một trong những cái bài pháp của là sư thầy Thích Nhuận Đức đã giảng pháp gần đây và tôi cũng muốn chia sẻ với bọn liên quan câu chuyện là thả chim cái như là phong sanh, rồi cái như là cái cô kia cũng mang cái quần rậm, tất cả mọi vấn đề thì tôi mời quý vị cùng tôi chia sẻ. Hồi sáng á, phóng sanh mà Nhuận Đức thấy cái cảnh này mà Nhuận Đức cười muốn chết quý vị. Mấy bà lễ Phật xong mấy bà mỏi chân, mấy bà bằng quần ống rộng á, nhận thức là nó sáng không nhận thì đó nó nhạy vậy, nó nhạy biết không, thấy rõ ràng luôn. Bà ngồi xuống bà đưa hai cái chân ra gì nè, cái lúc thả chim á con chim nó chui vô quần bà. Đây là nhận thức thấy rõ ràng 100%, hai con chim chui vô chim á, chim nó bay bay vậy nè, thì có những con chim nó yếu á, nó gặp đâu nó chui đó à, mà quần bả thì dễ mỏng á, nó mềm á, nó chui thẳng vô hai con, xong nó lấy cái tay bả bả nó chui lên tới trên bắp đùi rồi. Xin thưa quý vị, tôi đã thật sự tôi nói cái ông nội này nè, phải đuổi ông ra khỏi chùa càng sớm càng tốt. Ủa tôi hỏi ông Đức nè, tôi hỏi ông Đức nha, xin lỗi quý vị nha, phải gọi ông bằng ông thôi chứ bây giờ không có dám gọi mình thầy nữa, vì thầy của tôi đó là người ta phải đức cao vọng trọng, những người họ đức cao vọng trọng mới dạy được tôi, cho nên tôi mới gọi họ là thầy, hoặc là những người nào mà họ đáng sự kính trọng tôi mới gọi họ là thầy, vì ở họ tôi học được một cái gì đó là tôi mới gọi họ bằng thầy. Còn riêng xin thưa ông Nhuận Đức như thế này, đây có phải là một trong những cái bài pháp mà cái như là được ông biên soạn không? Thế. Ông sắm cặp mắt sáng ông đỡ chi vậy ông Đức? Ông sắm cặp mắt sáng ông để ông nhìn vô trong những cái đũng quần của là một số Phật tử mà họ tới họ mang quần rộng như thế hả? Ông cho ông có một cặp mắt sáng mà sao ông nhìn vào toàn những chỗ mà tối tăm vậy? Mình có một cặp mắt sáng là mình phải là quang chiếu trên một cái phương diện là tri thức, ở tri kiến, phải nhìn rõ trong cái gọi là cái chánh pháp của Đức Như Lai để mình truyền đạo cho bà con Phật tử, để những người mà họ tới họ nghe đó, họ nghe những bài pháp của ông đó thì ít ra họ học được một cái gì, họ học được một cái điều gì đó nó trân quý trong cuộc sống này. Chứ không thể mà để ông lên đó rồi nó thật sự ông dùng cặp mắt sáng của ông để ông nhìn vào trong cái là cái hai cái ống quần rộng của cô nào đó. Anh ta rất chi tiết quý vị, còn đoạn nữa xíu quý vị sẽ nghe.
Ông này ông táo rất chi tiết, có nghĩa là cái ống quần rộng rồi chim nó bay vô rồi cái quần móng à. Tôi nói may đó quý vị, may mà anh Nhuận Đức ấy, mà anh ngoài gần đấy tôi nghĩ dở là anh lấy tay anh chụp chim lắm à, đúng không? Mắt sáng là tay nó cũng lanh lắm à. Anh còn thể hiện một cái quá rõ ràng luôn, tôi là người tôi ngồi sát bên tôi nhìn quá rõ, à tôi là người tôi nhìn quá rõ. Ủa cái này có nằm trong bài pháp không quý vị? Hả? Tôi nói thật sự quý vị đó, ngoài dưới đạo tràng là bao nhiêu thế hệ, trong đó là có người lớn, có những người trung niên, có thậm chí có những trẻ thiếu niên. Mà mình là một trong những người mà gọi là một ông sư mà đi giảng một bài pháp mà thật sự đồng ý trong tất cả những cái vấn đề chia sẻ thì nó phải có những cái mà hài hước, nhưng cái ông Nhuận Đức này ông chia sẻ không phải là hài hước mà một trong những câu chuyện nó vô duyên, phải nói là một trong những câu chuyện vô duyên mà đưa vô trong cái gọi là cái giảng đường của chùa để ngoài mà cái anh làm cái trò trào phúng. Đây là một cái trò quá vô duyên. Tôi không cho rằng đây là một cái bài pháp mà cái như là nó tiêu hài. Đó. Mà đây là một trong những bài pháp mà cực kỳ vô duyên. Đó. Quý vị có đồng ý tôi vấn đề này không? Tôi thấy là một trong những vị giảng sư mà thế này là hỏng, hỏng bét luôn. Hỏng một cách toàn tập. Rồi con cháu chúng ta rồi nó thật sự nó tiếp nhận được những cái văn hóa ông này ông truyền đạt. Ủa mình cho con mình nó tới chùa nó nghe một bài pháp để nó gì à, nó phải là cái như là biết cái như là cái giá trị của cuộc sống, biết kính cha thờ mẹ, biết tôn trọng ông bà, biết cái như là hòa thuận anh em trong nhà. Đó. Những cái điều đó thì hỏi rằng ông Đức ông đã từng dạy những mà nó thật sự những thế hệ trẻ tới chùa ông chưa, hay làm tới ông nhào nặng là cái như là ăn là đổ xuống rồi cái như là xuống dưới địa ngục là người ta mỗi người có một cái thùng rồi bỏ vô đó. Đó. Ủa giảng gì bài pháp gì kỳ đâu quý vị, bài pháp gì mà bây giờ nó thật sự quý vị là nghe toàn là cái đũng quần mà nó rậm thôi, cái quần ống rậm thôi. À, còn nhiều câu mất dạy nữa. À, quý vị nghe nè. Lại nó chui tuốt lên trên luôn, 100% luôn quý vị. Đây là câu chuyện mà ở đây có nhiều người thấy nè, mấy người thấy nè, mấy cô thấy luôn nè. Đây là những đứa thấy rõ ràng, những đứa nhìn chỗ khác, những đứa thấy những đứa cũng mắc cười thì mà những đứa nhìn chỗ khác quý vị. Dạ, ô với cái tay phải dịnh đùi với lại chụp lại, chứ không chụp lại thì con chim nó cứ chui lên hoài, chui lên tới chỗ nó mổ chết bồ lắm. Quý vị thấy ở trên là một cái ông mà ông đứng đập tào lao, còn ở dưới thì vỗ tay mà rần rần khích lệ cho cái như là nói bậy nữa. Ông không nhìn sao ông thấy hai tay bả chập hai cái bắp đùi lại cho con chim nó khỏi bay lên, thế ông nói giỡn hay sao chứ tôi nghĩ ông cũng đang theo dõi đó. Đó. Mà tôi hỏi ông câu chuyện này có thật hay không hả, chứ tôi nghĩ có thật là ông là người đầu tiên xuống là ông giải cứu liền, ông sợ là chim nó bay vào những chỗ không cần thiết, ông là người thầy mà ông xuống giải cứu liền, dễ gì mà ông để ông đứng trên ông nhìn ông quan sát. Mấy bài này tôi xin thưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, mấy bài pháp này nè, đây là một trong những bài pháp hay là một trong những câu chuyện tục tiểu mà để mà đưa vào trong cái môi trường Phật giáo. À, tôi nghĩ đây là một trong những câu chuyện tục tiểu mà do chính ông Nhuận Đức này ông đưa ra để mà ông nhồi nhét vào trong cái môi trường Phật giáo để làm một cái trò trào phúng, làm một cái trò hờ. À, trời đất thánh thần thiên địa, mình là một ông sư, tôi nói mấy cái câu chuyện mà ông kể đó, tôi nói là những người mà họ đi thách thức danh hài thật sự họ không dám diễn, họ không dám diễn luôn. Đó. Có gì đâu mà vui, những câu chuyện ông kể tục chứ có gì đâu mà vui. Đó. Ông bảo rằng đó, nếu mà bà không chụp lại thì nó bay lên tận nơi nó mổ đồng loại. À, đó một ông sư nói vậy đó, rồi bà con có chịu nổi hay không? À,
một ông sư mà ông phát ngôn mà nó thật sự nó tục tiểu, nó thô lỗ vậy đó. Rồi quý vị có chịu nấu, có nghe nấu vấn đề này hay không? Cho tôi thấy tôi nghe mà thật sự tôi giỏi liền, tôi nghe tôi giỏi liền. Người ta cũng cười mà tôi cũng cười, mà tôi cười không phải là vì một câu chuyện cười của ông này, mà tôi cười sau mà nó thật sự một ông mà nó thật sự cũng là đầu tròn áo vuông, mà ông lên một cái gọi là cái giảng đường thuyết pháp mà ông giảng những cái câu từ như thế này. Để tôi cũng cười, chứ không phải tôi không cười quý vị, mà tôi cười cho cái ông mà gọi là một vị sư đó, mà đưa lên không gian mạng đứng trước một cái gọi là đứng trước hàng ngàn Phật tử mà chia sẻ những câu chuyện nó xàm xí, nó tục tiểu thế. Cảm thấy là nó vô duyên. Cảm thấy là một trong những bài pháp nó vô duyên nhất thời đại. Để quý vị nghe tiếp nha. Có nhiều câu mà nghe nó sốc lắm quý vị. Mày mày biết là lúc đó chị Đức nói: thôi chui ra đi mày, sao mày mổ đồng loại chi vậy? Đó quý vị. Chui ra đi mày, để mày mổ đồng loại chi mày. Để một ông sư đó quý vị, một ông sư đó. Đó. Thời mạt pháp là do mấy ông này, cái thời mạt pháp do mấy ông này, cái mượn cái đầu tròn áo vuông rồi vô muốn nói thì nói. Trong cái môi trường Phật giáo cũng có hài hước vậy quý vị, nhưng mà cái hài của người ta nó thâm thúy, cái hài của người ta nó có duyên, cái hài của người ta mà để cho những người Phật tử đó mà họ nghe, họ học được những cái thâm thúy trong đó. Tôi nói quý vị, tôi xem cả như là 10 cái bài thuyết pháp của là cái thầy Thích Pháp Hòa, tôi cười cả 10 bài. Mà cái cười của tôi đó, trong cái bài của thầy Thích Pháp Hòa nó thâm thúy làm sao đó. Một cái bài pháp của ông giảng ra thật sự quý vị nó vô cùng thâm thúy. Chứ nó không có tục, nó không có một cái câu từ mà nó thô lỗ. Nó không có cái ma mị mà phải cúng dường, nó không có ma mị là cái như là cái nghiệp báo. Dĩ nhiên sư thầy Thích Pháp Hòa ông dạy những bài pháp mà thuộc về nhân quả, nhưng những bài pháp nhân quả của ông đó là mình nghiệm ra là thật sự nó quá hay, nó quá thâm thúy, chứ không phải như cái gọi là cái ông nhuận đức này đã phải gọi là cái ông nhuận đức, chứ còn đó là thầy thì thật sự chắc tôi không dám gọi đâu quý vị. Tôi gọi rồi đuổi mặt con tôi, nó nghe những cái bài pháp của ông là nó cười trong mặt tôi chắc thúi mặt. Nói thật, tôi dạy con tôi là những cái điều hay lẽ phải, mà bây giờ mình đi gọi một ông xàm xí thế này bằng thầy đó, là nhiều lúc nó hỏi: ủa ba ơi, thầy của ba là mà cái như là đi giảng một bài pháp như thế hệ ba là biết đường nào? Tôi nói quý vị, chẳng lẽ bây giờ nó thật sự lúc nào mình phải để Mo Cao bên cạnh, mẫu làm con mình nó hỏi là lấy Mo Cao mà che cái mặt lại biết sao mà đỡ được không? Ủa một ông sư gì mà nó thật sự mà lên mà xàm ngôn vậy? Hả? Một ông sư gì mà nó không có thể hiện một cái sự uy nghi của một nhà sư, một cái sự thâm thúy trong cái đạo không có, trong chánh pháp không có, mà lên lại là có những cái sàm ngôn như thế này. Có một số bà con bảo rằng đây là một trong những cái clip cắt ghép. Xin thưa không có cắt ghép, tôi đảm bảo quý vị không có cắt ghép đó. Một trong những câu chuyện mà ông kể trong cái buổi thuyết pháp của ông, mà dưới là cả hàng ngàn Phật tử. Ở dưới là cả hàng ngàn Phật tử, trong đó có người đáng tuổi cha mẹ ông cũng có người đáng tuổi em út con cháu ông cũng có. Có nghĩa là cũng nhiều cái người đó mà họ tham gia vào cái buổi đó. Mà mình là một vị để mà cộng đồng Phật tử người ta tôn kính cho mình là một ông sư, một ông thầy, mà lại có những lời tục tiểu sàm ngôn như vậy. Rồi tung lên mạng này, tôi nói nó tai hại nhất là tai hại tung lên mạng. Bản thân ông này cứ cho rằng đây là một trong những cái câu chuyện cười, nhưng cười đây là cười cười cho cái sự nó vô duyên, chứ không phải cười cho một cái sự thâm thúy. Cái môi trường nào cũng vậy quý vị, cái môi trường nào cũng có một chút hài hài vô nó mới gọi là nó thú vị, để là gây một tiếng cười để cho nó gọi là có cái không khí, gọi là nó có những cái năng lượng. Cái môi trường nào cũng vậy, cũng phải có một cái tiếng cười, nhưng cái cười của người ta nó phù hợp với là cái không gian và thời gian, phù hợp với là cái như là từng cái là cái trong cái câu chuyện một.
đằng này nó thật sự trong cái môi trường chùa mà anh chui vô anh chia sẻ một cái bài mà cái là chim mổ chim, chim mổ đồng loại đó. Thật sự quá sàng ngôn, tôi nói thật sự ông này quá sàng ngôn. Mình nghe mà nó thật sự tôi nghe là cái tôi nói trời ơi mình đang nghe cái giống gì đây ta. Ủa chẳng lẽ bây giờ là một ông sư như thế này mà chẳng lẽ ông đã tung lên mạng những cái câu từ như thế này mà chẳng lẽ giáo hội Phật giáo Việt Nam không nghe? Một buổi ông này thuyết pháp á, là cả hàng ngàn người ngồi ở dưới đó. Nó còn nhiều gấp mấy lần so với là sư Thích Minh Tuệ à, sư thầy Minh Tuệ à, cho nói họ thích thì có nhiều người chửi tôi nữa. Mà cái chỗ sư thầy Minh Tuệ đó lại được là giáo hội Phật giáo biết tới rồi gửi công văn để mà rào trước đón sau. Còn cái ông Nhuận Đức này ông phát ngôn như vậy, cộng đồng Phật tử người ta cũng là bức xúc như vậy. Tại sao cái giáo hội Phật giáo ở đâu? Sao không thấy công văn nào? Sao không thấy có một cái biện pháp chế tài nào mà để ông lên ông sàm ngôn như thế? Đây có phải là nó thật sự cũng phải mình phải có ý kiến với quý vị. Nếu mà nó thật sự ra công văn với một người như là sư Minh Tuệ là không thuộc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam à, mà giáo hội lại ra một công văn để mà dè chừng à, còn ông này nè, cái ông Nhuận Đức nè, ông đang nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đó à, mà ông có những cái sàm ngôn như thế đó à, sao không ra công văn để chấn chỉnh ngay đi đó, phải ra công văn, phải chấn chỉnh ngay cái loại là cái phong cách của ông Nhuận Đức này à, ông giảng những bài pháp đó. Liên quan tới ông Nhuận Đức này có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải mà chia sẻ, có nhiều cái thưa quý vị đáng lý ra là mình không có lên tiếng, đáng ra mình không lên tiếng vì sao? Mình cũng không muốn động tới là các sư à, mình không muốn động tới là nó thật sự những cái vị này à, nhưng mà nó thật sự ra đó thì cái gì cũng vậy quý vị. Thì giả sử như mấy ông này ông biết ông điểm dừng đi thì cộng đồng Phật tử người ta không lên tiếng